Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video hướng dẫn sử dụng Qbase của FPK Entertainment. Và ở trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng một cái plugin có sẵn, một cái stop plugin giả lập tiếng vang căn phòng của Qbase. Đó chính là Reverb Roomwork. Và bây giờ chúng ta sẽ vào video này thôi. Và trên giao diện đây các bạn có thể nhìn thấy có hai phiên bản, một là phiên bản rút gọn mà hai phiên bản nó có nhiều cái cầu kỳ hơn. Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào cái công cụ này thì mình sẽ đưa lại cái khái niệm liên quan đến reverb và reverb dùng để làm gì và có bao nhiêu công cụ reverb mà bạn cần quan tâm. Bởi vì nếu mà chúng ta nói hết tất cả các cái vấn đề liên quan đến reverb thì có thể là năm sau mình cũng chưa nói hết. Thì đầu tiên là nhắc đến reverb là gì. Có thể nhiều bạn biết reverb rồi, đó là âm vang. Nhưng mà chúng ta hãy tưởng tượng là reverb âm vang đúng không ạ? Thì chúng ta có thể nói thế cũng là hiểu. Thì bây giờ đối với những người không hiểu thì sẽ như nào? Thì bây giờ bạn hãy tưởng tượng là bạn đi vào bất kỳ một căn phòng nào, ví dụ bạn đi vào vệ sinh bạn hát thì bạn sẽ thấy có tiếng vang vang. Đó, âm thanh để lặp lại. Hoặc là bạn đi vào một cái hội trường lớn, bạn sẽ hát trong cái hội trường lớn thì bạn sẽ thấy có cái sự vang vọng. Thì đó âm vang hay tiếng Anh được gọi là reverb. Các công cụ liên quan đến reverb, ví dụ như Roomwork ở đây, nó sẽ giả lập cái sự âm vang đó. Vậy thì cái tác dụng của âm vang này để làm gì? Nó tạo tiếng vang thôi sao? Không, nó có hai tác dụng chính trong rất nhiều cái tác dụng của nó. Hai tác dụng chính này có thể sử dụng trong quá trình chúng ta mixing hay là làm âm thanh sân khấu, hoặc là chúng ta có thể mix trong bản nhạc trong studio của chúng ta. Thì tác dụng đầu tiên đó chính là tác động liên quan đến việc là tạo âm sắc cho giọng hát. Bạn hãy tưởng tượng này, giọng hát của chúng ta khi được thu vào microphone nó không chỉ là tiếng nói trực tiếp của chúng ta và microphone mà bao gồm có cả tiếng môi trường xung quanh nữa, chính là tiếng vang của chúng ta đó. Và việc thêm cái tiếng vang này vào, đúng không ạ, thêm tiếng vang này nó sẽ khiến giọng hát của chúng ta sáng lên hoặc trầm đi. Nó giống như việc là khi chúng ta đi vào phòng nhà vệ sinh chúng ta hát thì chúng ta sẽ thấy giọng hát của chúng ta sáng hơn, long lanh hơn, và chúng ta cảm thấy âm thanh nó nhiều phần cao, tần số cao hơn. Trong khi đó thì chúng ta mà đi vào một cái hội trường nó nhiều tấm gỗ thì các bạn sẽ thấy âm vang nó sẽ chìm sâu, nó sẽ ấm áp và nó lan tỏa hơn. Và điều đấy là giọng hát của mình nghe cảm giác ấm hơn. Đó, vì thế là nó cũng gần giống như một cái EQ vậy. Nó khiến cho giọng mình có thể sáng hơn hoặc là trầm đi tùy vào môi trường mà chúng ta hát. Bởi vì âm thanh chúng ta thu vào microphone nó không chỉ âm thanh của giọng nói của chúng ta, nó bao gồm cả âm thanh môi trường nữa. Bởi vậy mà trong quá trình kỹ thuật thu âm, rất nhiều người sẽ hướng dẫn người hát với các khoảng cách khác nhau để phù hợp với cái môi trường khi thu, để được cái giọng hát nó không chỉ được tự nhiên nhất mà nó còn thu được cái môi trường để giọng hát của chúng ta có sự tương phản tốt nhất với âm thanh. Và từ đó kết hợp với âm thanh reverb tái tạo giả lập thì hoàn toàn nó tốt hơn rất nhiều so với việc mà chúng ta luôn luôn dí sát miệng vào microphone. Cái vấn đề thứ hai đối với việc sử dụng reverb đó chính là xây dựng cái không gian 3 chiều trước sau của các nhạc cụ trong quá trình chúng ta mixing nhiều bản nhạc. Bạn hãy tưởng tượng là khi bạn nghe một band nhạc, trong band nhạc này có những người đứng trước, ví dụ giọng hát đứng trước và nhạc cụ như kiểu trống, guitar, bass, tất cả mọi thứ đứng sau. Và làm sao để chúng ta phân biệt được trước sau, đó chính là âm vang. Đối với những người mà đứng sát mặt chúng ta thì các bạn thấy rằng là cái tiếng giọng hát nó lớn, còn tiếng âm vang nó rất là nhỏ. Trong khi đó đối với những người mà đứng xa hơn thì âm vang của môi trường nó lớn hơn, giọng hát nó bớt đi phần bass, đúng không ạ? Giọng hát nó bớt đi phần bass, nhạc cụ nó bớt đi phần bass nếu họ đứng ở xa và âm thanh môi trường lớn hơn. Chính vì thế nhiều bạn hỏi câu chuyện đó chính là tại sao cho nhiều reverb vào thì âm thanh nó bị bé đi, giọng hát nó không còn nổi bật nữa. Đơn giản là chúng ta đang tái tạo lại không gian môi trường. Khi có tín hiệu môi trường lớn hơn thì điều đó có nghĩa là giọng hát nó sẽ bị nhỏ đi và nó sẽ mỏng đi. Đơn giản là như vậy. Vậy thì có hai cái tác dụng chính là như vậy. Trong rất nhiều cái tác dụng khác, ngoài ra có rất nhiều cái tác dụng khác, ví dụ như là nó tạo về cái tính cảm xúc trong quá trình chúng ta phát triển bản nhạc, hoặc là tạo môi trường, ví dụ như một số các cái reverb đặc biệt nó sẽ tạo ra cái tính cảm xúc. Ví dụ như là mình nghe nó cổ điển, nghe nó như kiểu radio, hoặc là nghe như kiểu trong hang động. Thì mình nghe một bản nhạc mà cảm giác âm vang nó giống trong hang động thì chúng ta có cảm giác sợ hãi, nhưng mà chúng ta nghe cảm giác ở trong một cái nhà thờ thì chúng ta sẽ nghe cảm giác nó hùng vĩ chẳng hạn. Thì đấy là mang tính cảm giác, mang tính sáng tạo thì nó cũng là những cái khác rồi. Ok, vậy thì đó là hai tác dụng chính. Vậy thì cái thứ hai mà chúng ta quan tâm đến reverb mà chúng ta còn quan tâm đó chính là có rất nhiều các loại công cụ reverb khác nhau. Vậy thì mình sẽ điểm danh lại một chút các cái công cụ reverb mà các bạn có thể nhìn thấy. Đầu tiên là loại reverb dựa theo thông số môi trường. Môi trường là gì ạ? Ví dụ như là mình nói là tái tạo không gian đúng không ạ? Thì nó sẽ có các thông số, ví dụ cho các bạn ở đây sẽ có một cái reverb đó là true reverb. Thì bạn thông số ở đây nó sẽ có dimension về kích thước, rồi có room, tức là room size, tức là kích thước của căn phòng. Và khoảng cách
từ microphone đối với cái nguồn thu âm, cái nguồn phát âm của chúng ta. Thì những cái công cụ này nó sẽ là dựa theo cái kích thước căn phòng, nói chung là tái tạo lại kích thước căn phòng đó, và theo cái mà chúng ta có thể tưởng tượng ra được, chúng ta có thể nhìn thấy cái gì chúng ta có thể là định nghĩa ra đây đó. Nó rất là dễ dàng. Nhưng cái loại thứ hai mà chúng ta sẽ gặp đó chính là nó dựa theo cái nguyên tắc của âm thanh. Nguyên tắc âm thanh nó thế nào nhỉ? Khi chúng ta, như mình nói là trong câu chuyện, khi mình đang nói chuyện với mọi người đây, ví dụ như là mình đang thu khoảng cách gần, đúng không ạ? Thì nó sẽ chia ra hai luồng âm thanh chính, đó là luồng âm thanh mình trực tiếp và luồng âm thanh phản xạ xung quanh. Và trong quá trình âm thanh phản xạ xung quanh thì người ta tính toán ra rằng là sẽ có lần phản xạ đầu tiên và lần phản xạ thứ hai, tức là early variation và late variation. Thì nó sẽ chia ra hai công cụ là early và reverb time ở đây. Đó, nên là có hai cái phần điều khiển này. Và người ta sẽ EQ và hay là người ta sẽ không theo môi trường đó, bạn sẽ thấy thông số ở đây nó sẽ không có cái thông số liên quan môi trường, không có thông số liên quan room hay là dimension, tức là kích thước hay là khoảng cách nữa. Nó chỉ đơn giản là thông số là cái độ vang, độ dài của cái early, tức là phần phản xạ đầu, và độ dài của phần vang nó là bao nhiêu thôi, và tần số là bao nhiêu, và cái sự lan tỏa là bao nhiêu. Đó. Và tất nhiên là cái sự lan tỏa nó khác nhau tùy thuộc vào cái gì ạ? Tùy thuộc vào cái môi trường khác nhau chứ. Nên là ở đây hầu như nó sẽ có các công cụ để chọn lấy ra là gì. Như bạn hãy tưởng tượng rằng là khi bạn đi vào nhà vệ sinh, bạn hát, bạn sẽ nghe thấy tiếng vỗ lạp bạp của nhà vệ sinh bốn bức tường, đúng không ạ? Rất là rõ ràng và rành mạch. Nhưng khi bạn đứng ở trong một cái hội trường lớn, bạn sẽ thấy cũng có tiếng vỗ đó, nhưng mà nó sẽ thưa hơn, nó chậm hơn, nó lớn nhỏ khác nhau. Và cái tỷ lệ lớn nhỏ khác nhau đấy đó, thì là mình chúng ta có thể chọn ở đây, tức là chúng ta sẽ chọn kích thước căn phòng trước, chọn thể loại văn phòng trước và chọn cái sự tương tác căn phòng. Và nó hoàn toàn khác với cái này nó có dimension, tức là kích thước căn phòng luôn. Và chúng ta chọn căn phòng nó sẽ không có cái phần chọn liên quan đến horn, reverb hay room, nó khác ở chỗ đấy. Một cái là liên quan đến cái thông số thực về kích thước, còn một cái là liên quan đến thông số về thời gian và sự phản hồi. Đó. Rồi cái loại reverb thứ ba đó chính là loại reverb giả lập lại kỹ thuật thu âm. Bạn có thể nhìn thấy ở đây nó là một cái chamber, nó là một cái buồng phòng. Và người ta sử dụng một cái loa ở đây, bạn có thể nhìn thấy ở đây có một cái loa. Người ta sẽ phát vào trong cái phòng này. Và người ta sẽ sử dụng những cái microphone đấy để người ta thu lại tiếng reverb. Thì cái này là gọi là giả lập lại cách thu âm, gọi là remiking của chúng ta. Rồi cái thứ tư mà chúng ta sẽ gặp đó chính là loại pallet. Pallet là gì? Pallet là một tấm lò xo. Pallet là một tấm lò xo, và người ta dựa vào sự phản hồi của tấm lò xo này để tạo ra cái hiệu ứng reverb. Và loại reverb tiếp theo đó chính là loại pallet. Pallet là tấm kim loại, bạn phải nhìn hình vẽ đây là tấm kim loại. Người ta dựa vào sự lắc lư của cái tấm kim loại, sự đàn hồi của tấm kim loại để người ta giả lập lại cái phần âm vang. Tất nhiên là nó sẽ khác so với các loại tự nhiên ở trên. Cái loại này là gọi là reverb nhân tạo. Rồi và loại tiếp theo là loại spring reverb. Spring reverb là cái lò xo. Và cũng tương tự như cái pallet là nó dựa vào sự đàn hồi của lò xo. Một cái là dựa đàn hồi vào tấm kim loại, một cái là dựa vào sự đàn hồi của tấm lò xo, sự đàn hồi nó nhún nhả này, thì nó sẽ tạo ra hiệu ứng reverb. Và cái cuối cùng có lẽ là mọi người sẽ gặp đó chính là IR. Các bạn cứ nhìn thấy cái reverb nào mà có chữ IR này. Thì cái IR này nó rất là hay, nó sẽ sử dụng một cái mẫu âm thanh thu reverb ở một cái môi trường nào đó. Và nó phân tích ra những cái thông số. Nên các bạn hãy nhìn thấy hầu như ở đây nó sẽ không có các thông số liên quan đến thời gian, không gian, hay là những cái thông số như ở phản hồi trước, phản hồi sau, mang tính vật lý. Nó không mang tính về trí tưởng tượng như ở không gian, hay là nó có sự phản hồi như kiểu lò xo hoặc reverb ở đây, pallet ở đây. Mà nó là một thông số nó được thu âm từ một cái file ngoài thực tế, và người ta phân tích cái file đó và chuyển cái thông số đó thành cái thông số của cái file của chúng ta. Chính vì thế là nó sẽ có sự IR, tức là sử dụng sự phản hồi của không gian thực tế để áp dụng vào không gian ta. Nên cái IR này về tính xác thực của nó là nó chính xác nhất và nó tốt nhất trong các loại reverb. Bởi vậy là cái IR thường loại reverb IR này thường là nặng nhất và thường dùng để tái lập lại cái quá trình mà mixing một bản nhạc thực tế theo cái kiểu live show rất là thực tế, âm thanh môi trường rất thực tế. Ok, vậy thì có rất nhiều các loại reverb như vậy để các bạn có thể là tra cứu, tìm hiểu, các bạn đọc thêm để các bạn có thể tìm hiểu thêm. Để vì giải thích từng cái công cụ này, các bạn có thể nhìn thấy này, nó có rất nhiều các cái chức năng khác nhau. Mỗi loại này nó có một cái chức năng khác nhau. Cái nếu mà chúng ta nói về pallet đúng không ạ? Thì chúng ta phải vặn loại pallet rồi xem cái sự phản hồi của tấm pallet đó. Trong cái đó thì lò xo thì nó lại hơi khác một tí. Nó chỉ
kéo giãn và kiểu thời gian reverb nó cũng không có. Ngay cả cái phần liên quan đến chamber căn phòng cũng thế, chúng ta có cách các lựa chọn các căn phòng khác nhau rồi đấy. Nên là mỗi một cái công cụ này nó đều là một cái tính chất khác nhau. Bởi vậy là nếu các bạn muốn được sử dụng những cái này thì các bạn biết qua nó thôi, để các bạn sau này các bạn có thể sử dụng tốt hơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái reverb room work của chúng ta. Ok, và như các bạn nhìn thấy ở trên cái màn hình đây, nó sẽ có hai phiên bản, một phiên bản SE và một phiên bản room work. Và nó, phiên bản SE là phiên bản rút gọn thôi, rút gọn. Và phiên bản room work là phiên bản mở rộng nhiều chức năng hơn. Vậy thì trước khi chúng ta sử dụng reverb thì chúng ta phải nhận định nó là nó reverb này dựa theo nguyên tắc gì. Đó, thì đầu tiên là chúng ta phải nhìn vào thông số của nó đã. Thông số đầu tiên là reverb time, tất nhiên là thời gian, thì cái này thì hầu như là những cái reverb nó đều có quy định về thời gian hết. Nên chúng ta không quan tâm đến thời gian, nhưng chúng ta có thể nhìn thấy đặc điểm đó chính là size, kích thước và wide, độ rộng. Ok, và fusion, tán xạ. Và khi bạn nhìn vào cái thông số này, bạn có thể nhìn thấy rằng hóa ra là cái reverb room work này nó là một cái dựa theo kích thước căn phòng của chúng ta. Kích thước căn phòng của chúng ta, tức là tái tạo lại âm thanh theo kích thước của căn phòng, theo cái hình thức kích thước của căn phòng. Và rõ ràng là nếu mà chúng ta tỉnh sai kích thước lớn, căn phòng lớn nó vang lớn đúng không ạ? Căn phòng nhỏ nó sẽ vang cụm lại. Đấy, căn phòng lớn nó sẽ vang lớn. Còn wide cũng thế, wide là độ rộng giữa hai kênh trái phải của chúng ta. Ok, và chúng ta có thể nhìn thấy một cách rất rõ ràng ở đây là input. Chúng ta tách cái này ra, bạn hãy nhìn thấy một cách là rất rõ ràng, tách ra. Ở đây người ta cũng tách ra bạn rồi. Input filter, tức là một cái EQ thôi, lọc đầu ra đầu vào đúng không ạ? Bạn cắt tần số hoặc là tăng giảm tần số ở đâu? Đó, đây là cái EQ filter. Nếu bạn đang sử dụng các loại EQ như thế này, như thế này chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có như thế này. Nó đơn giản là như thế này. High pass filter, đó. Một cái như này và một cái như này, bật lên. Đó, thì công cụ filter này chính là một cái EQ đặt trước cái công cụ reverb mà thôi. Các bạn hãy tưởng tượng như vậy cho dễ hiểu. Rồi, cái thứ hai là reverb chalater, thì chính là cái công cụ để tạo tiếng vang, tạo reverb đó. Rồi cái công cụ thứ ba là sau khi tiếng vang được tạo ra rồi, nhưng mà mình muốn phản hồi ramming, là phản hồi nhiều phần sáng hơn, phản hồi nhiều phần tối hơn, thì chúng ta sẽ sử dụng ramming. Tức là bạn muốn cái tiếng vang của phần sáng nó dài hơn, tiếng vang phần tối nó lớn hơn, chúng ta sử dụng ramming. Envelope là gì? Envelope là phong bì, là biểu bì. Các bạn hãy tưởng tượng như thế này, cái sóng âm thanh của chúng ta, bây giờ mình sẽ sử dụng một công cụ envelope có sẵn ở trong Cubase để minh họa điều này. Đó, bây giờ bạn hãy tưởng tượng rằng là cái sóng âm thanh của chúng ta di chuyển, thì bạn muốn là nó sẽ nhỏ và to dần lên. Đó, nhỏ và to dần lên, thì cái công cụ này nó sẽ như thế, tức là tiếng reverb của chúng ta nhỏ rồi to dần lên. Đó, sau đó thì phát tiếng reverb ra, và khi kết thúc tiếng reverb thì nó sẽ kết thúc theo kiểu là nó kéo dài thêm hay nó kết thúc ngắn gọn đi. Thì ở đây rõ ràng là có cái công cụ để chúng ta điều khiển cái envelope đó, để chúng ta điều khiển. Nó chỉ là một công cụ kèm theo. Và cuối cùng là output, kiểm soát đầu ra. Ok, thì vậy là đã làm được vấn đề, đó chính là reverb đơn giản, nó chỉ có một cái công cụ ở giữa này thôi. Còn đâu tất cả những cái này nó chỉ là một cái EQ này, một cái công cụ để tăng cái sự phản hồi này, một cái công cụ như kiểu là một cái envelope, một cái compressor đặt ở dock này để âm thanh nghe nó không bị nó có độ trượt và thả khi kết thúc mà đầu ra, và cuối cùng là output. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết vào cái tác dụng của nó. Bây giờ đầu tiên là chúng ta hãy tham khảo cái con Roomwork SE này trước. Room là căn phòng, bạn hãy tưởng tượng một căn phòng, ví dụ bạn đang ngồi trong căn phòng của nhà bạn thì đó là room chắc chắn rồi. Thì công cụ đầu tiên mà chúng ta cần phải chú ý ở đây đó chính là reverb time. Reverb time là gì? Reverb time tức là thời gian của reverb. Khi mình kéo xuống 10 mili giây, bạn sẽ thấy là tiếng piano của mình, cái độ vang nó rất là ngắn. Kéo lên. Và mình dừng lại, bạn thấy âm thanh kéo dài ra, và nó kéo dài 20 mili giây. Đó, bạn vẫn thấy nó vang, kiểu như vậy. Thì đây chính là reverb time. Nói về reverb time này, nhiều người sẽ nói cái công thức ở đây đó chính là công thức là lấy 60.000 rồi chia cho ppm, 60.000 ppm. Giả dụ như bài hát của mình ở đây mình đang là 136 ppm, tức là cái tempo, tức cái nhịp bài hát là 136. Và hoàn toàn mình có thể sử dụng công cụ Concurator. Mình sẽ sử dụng là 60.000 chia cho 136. Và kết quả đó chính là 441. Với 441 này
thì bạn hãy đặt thông số ở đây time, đó chính là 441 gì đây. Tại sao lại đặt reverb time theo thông số thời gian? Bởi vì trong bản nhạc của chúng ta có nhịp với tiết tấu, tất cả các nhạc trụ trống rồi tất cả mọi nhạc cụ như kiểu là trống, slide, hi-hat nó đều có nhịp bạp bạp bạp, và điều thế là cái việc mà chúng ta đặt theo thời gian ấy nó sẽ giúp cho cái việc kết thúc cái reverb đấy nó không bị quá dài và nó vừa tròn thôi. Với cả cái nhịp đó thì nghe nó sẽ sạch sẽ hơn, nó không bị tù túng. Tuy nhiên là cái thông số này thì các bạn cần chú ý rằng là nếu các bạn cảm thấy là thông số này nó bị ngắn quá thì bạn có thể x2, tức là nhân 2 lần nó lên. Hoặc là nếu bạn thấy nó dài quá thì bạn có thể chia cho 4, ví dụ như là giảm nó đi. Với các bạn, bạn cứ tăng giảm cái bội số mà chúng ta đang sử dụng ở đây đi. Giả dụ ở đây mình đang nghe tiếng piano này, mình tắt đi, khá ổn đúng không ạ? Bạn muốn dài nữa, bạn nhân đôi lên khoảng 800, hơi dài đúng không ạ? Nhỏ 200 mấy, 220 à? Và để rõ ràng thì có nghĩa là 400. Nhưng mà thông thường thì mình thấy rằng là cái chuyện mà tính theo thời gian ý thì nó cũng rất là tốt, nhưng mà các bạn thể nhìn thấy ở đây chúng ta rất là khó tính theo thời gian một cách chính xác hoàn toàn theo kiểu từng mili giây của cái này, nó số lẻ đấy mà, nó không hoàn toàn chính xác. Vì thế là đôi khi cái người kỹ sư thường là người ta sẽ dùng tai, hoặc là trong một cái buổi live, bạn hãy tưởng tượng rằng trong một cái buổi live show trực tiếp ngoài sân khấu thì chúng ta không thể nào mà hỏi ca sĩ là ê ca sĩ đang đánh tempo bao nhiêu đấy, và chúng ta ấn này nó hơi bị mệt lên, là đa phần chúng ta sẽ tự vặn bằng tai cảm nhận luôn, và chúng ta cứ làm sao cho vừa kết thúc một cái nhịp hát hoặc là một cái nhịp bụp thì âm vang nó kết thúc là nó là đẹp nhất. Rồi, đấy là độ dài của cái thời gian âm vang đó. Công cụ thứ hai mà các bạn có thể nhìn thấy ở đây đó là diffusion, độ nhòa. Bạn hãy lắng nghe độ nhòa của nó này. Mình sẽ giảm diffusion xuống. Và bạn thấy đó, cái tiếng âm thanh của chúng ta nó sẽ nhòa ra, nó sẽ không rõ ràng. Cái reverb của tôi đã nhòa ra, nó không rõ ràng. Và chính chúng ta giảm diffusion xuống, cái tiếng reverb nó sẽ lăn tan và nghe rõ ràng hơn. Ok, công cụ ở đây là pre-delay. Pre-delay thì nó thế nào nhỉ? Nó là phát trễ cái reverb. Bình thường là khi chúng ta nói A là tiếng reverb lập tức nó xuất hiện luôn. Tại vì không gian phòng thực tế của chúng ta là nói A là không gian thực tế nó có reverb luôn. Tuy nhiên là cái pre-delay là mục đích để làm gì? Để khi chúng ta nói A thì một khoảng thời gian sau thì cái reverb mới bắt đầu xuất hiện. Và điều đó nó hấp dẫn ở chỗ nào? Giả dụ như là bạn đang bị như này, bạn đang bị vấn đề là khi mình đang nói chuyện tự nhiên reverb nó có luôn vào thì nó sẽ, cái reverb nó đè luôn lên giọng hát của chúng ta thì nó sẽ kiểu không được sạch sẽ. Nhưng mà đẩy lùi cái reverb ra một chút, đúng không ạ? Thì cái phần giọng hát của chúng ta nó rất rõ ràng mà chúng ta vẫn có cái đuôi reverb. Vì thế là cái đối với cái pre-delay này, nó đơn giản là phát trễ lại cái hiệu ứng reverb này ra một chút và khiến cho cái giọng hát ở nhạc cụ của chúng ta nghe được rõ ràng âm thanh gốc hơn. Đó, ví dụ ở đây, mình đặt reverb bằng 0. Đặt lên. Đó. Tiếng piano đánh, sau đó thì mới xuất hiện tiếng reverb. Và chúng ta sẽ nghe giống như kiểu một tiếng lặp vậy. Và cái thời gian này thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái công thức vừa rồi là 60.000 BPM chia cho cái tempo. Và thường thường nó rất là nhỏ nên các bạn có thể chia x nó ra nữa. Ví dụ ở đây mình chia x thành 27 chẳng hạn. Thì mình có thể đặt nó là 2 mấy giây chẳng hạn. Đấy, ví dụ thế 27 mili giây chẳng hạn. Tắt đi. Giả dụ thế. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái low level và high level. Tức là đây là một cái công cụ EQ thôi, với công cụ EQ thôi. Nó sẽ giúp cho phần low của chúng ta nhiều hơn, 2/2 của chúng ta nhiều hơn với tiếng reverb này. Giả dụ ở đây đang là 100% là giữ nguyên đúng không ạ? Giữ nguyên. Ok. Bây giờ mình sẽ giảm đi. Thì bạn hãy nghe âm thanh ở phần trầm. Đúng không ạ? Trầm rất ít luôn, rất mỏng. Và tăng lên. Âm thanh ấm hơn rất nhiều. Tương tự như đó với highs, tăng lên, sáng hơn rất nhiều, nhiều tần số cao, nó là đơn giản một cái EQ thôi.
Và cuối cùng nó là công cụ mic. Công cụ mic là gì ạ? Là trộn giữa tín hiệu gốc và tín hiệu reverb. Nếu chúng ta đặt 100%, nó chỉ có tiếng reverb thôi. Và giảm đi, chỉ có âm thanh gốc. Và việc kết hợp giữa tiếng gốc và tiếng reverb nó sẽ khiến âm thanh của bạn nó tốt hơn, mềm mại hơn và mượt mà hơn. Rồi, như vậy là bạn đã nắm được cái cơ bản của cái Reverb Homework SE rồi. Nó rất là đơn giản. Và thông thường nếu các bạn chưa nắm được công cụ reverb phức tạp như thế này, hãy tập sử dụng công cụ này trước. Bởi vì nó đơn giản quá thì chúng ta dễ hiểu được thông số cơ bản trước khi chúng ta sử dụng công cụ phức tạp hơn. Giờ bây giờ chúng ta sẽ sang công cụ phức tạp hơn. Đó chính là Homework bản full. Rất nhiều. Ok, thì ở đây thì mình sẽ không để chế độ mic red ở đây theo kiểu 40% như vậy đấy các bạn đã nghe nữa. Ở đây để cho thông số một cách rõ ràng nhất thì mình sẽ để cái này 100%, tức là chỉ có thông số reverb thôi và chúng ta lắng nghe. Bật lên. Và âm thanh gốc. Âm thanh reverb. Và để 100% thì các bạn sẽ nghe thế chỉ reverb thôi. Thì mình sẽ giải thích các cái hiệu ứng trong này một cách dễ nhất, hay là các công cụ trong này một cách dễ nhất. Đầu tiên, như mình nói, là công cụ đầu tiên đó chính là input layer filter, tức là một cái EQ. Như mình nói là ở đây người ta sẽ chèn cho mình một cái frequencer, rồi người ta sẽ cắt đi đây, rồi cắt đi đây. Đấy, đấy, kiểu kiểu các bạn. Thì công cụ này nó sẽ là một cái EQ như vậy ở đầu tiên này. Ok, và thông số EQ đấy thì các bạn có thể là chọn tần số ở đây, đúng không ạ? Tự chọn tần số cắt đi và bạn muốn giảm hay muốn tăng nó lên. Ở đây là tăng và giảm đều được, ok nhá. Ví dụ như là khi chúng ta để không thì tất nhiên là khi bạn quay nó cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Đúng không ạ? Để không không ảnh hưởng gì cả. Không dao động. Nhưng mà giả dụ mình muốn đặt thông số là 500. Ở đây là 5kHz đúng không ạ? Và mình giảm đi. Thì input đầu vào nó sẽ mất đi phần trầm. Và tương tự như thế, đối phần 2 giảm đi. Hoặc là mình muốn tăng phần cao lên, tăng phần trầm lên. Ok, mình sẽ để lại mục đích. Thì vấn đề là nếu chúng ta đặt EQ đằng trước và EQ đằng sau có gì khác nhau? EQ đằng trước thì nó sẽ loại bỏ những cái tần số mà chúng ta không cần quan tâm. Nó chỉ phản hồi lại được những cái tần số mà trong vùng quanh vùng thôi. Bởi vậy là nó sẽ giảm đi, giảm thiểu. Cái EQ đằng trước rất là hay. Cái filter đằng trước rất là hay. Nó chính là nó giảm thiểu cái mức độ phản xạ thừa. Bạn hãy tưởng tượng như này, nếu mà chúng ta không có EQ này, nó sẽ phản xạ cả phần trầm, cả phần cao, đúng không ạ? Và như chúng ta biết là một cái sự phản xạ đó, nó có thể phản xạ khắp căn phòng, và phần trầm nó có thể là lan tỏa và nó có thể bị Chính vì thế là chúng ta loại bỏ bớt trước ngay từ đầu đi. Thì cái việc nó phản xạ, nó tái lập lại, nó chỉ tái lập lại là cái phần mà chúng ta có thể nghe thấy thôi. Tức là phần cao hoặc phần trung của chúng ta thôi. Và điều đó giúp cho cái phần thông số tính toán hay gọi là kết quả cuối cùng nó sạch hơn. Bạn hãy tưởng tượng, nếu mà bạn chưa có kinh nghiệm thì bạn hãy nghĩ rằng là đây là công cụ giúp cho chúng ta làm sạch trước khi công cụ reverb tiến ra. Và công cụ reverb chỉ nhận cái tần số đã bị cắt gọt này đi thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến cái thông số thứ hai. Mình sẽ để bài này bằng 0 để chúng ta đỡ phải suy nghĩ nhiều về nó và nghe âm thanh nó chuẩn nhất. Thì đầu tiên là chúng ta cũng có reverb time giống cái kia đúng không ạ? Thời gian reverb. Dài, ngắn. Và như mình nói, chúng ta có thể tính theo tempo. Ở đây mình sẽ để gấp đôi cái kia, khoảng tầm 800 để cho các bạn nghe rõ hơn. Thứ hai là chúng ta có body delay giống cái kia rồi. Ở đây thì rất là hay, nó có một cái để các bạn nhìn luôn cái giá trị của nó luôn. Đây, khi đẩy ra thì âm thanh lùi lại, tức là âm thanh gốc nó nằm đây này, đúng không ạ? Và âm thanh reverb nó phát trễ đi một khoảng như này. Và các bạn nhìn thấy cái độ trễ luôn, độ phát lại, tức là độ chậm lại so với âm thanh ban đầu. Và đây chính là milli-giây, 500 milli-giây. Và nếu mà chỉ để mic wide thì tương tự như kia, bạn sẽ thấy có độ lặp. Ok, mình sẽ để nó lên để các bạn nghe không gian nó dễ hơn. Rồi, tiếp theo đó chính là size, kích thước của căn phòng. Mở rộng ra. Thank you.
khi chúng ta thu sai lại, căn phòng nó bị bó hẹp lại. Còn khi chúng ta tăng lên thì căn phòng được mở rộng ra. Tuy nhiên cái sai này nó sẽ là quy định về căn phòng mở rộng trước, sau, trái, phải, hai bên, các kiểu đúng không ạ? Rồi, thì nó sẽ khác một chút ở cái phần wide này. Wide này là cái trường âm thanh panning giữa bên trái và bên phải tai. Tức là hai loa của chúng ta nó sẽ hơi khác một chút nhá. Cái size nó còn có trước sau nữa, nhưng pan wide này này nó chỉ có hai bên thôi, hai bên nó bị ép vào, bởi vì thế là wide. Tập trung và nghe cảm giác mono hơn đúng không ạ? Ra ngoài. Còn cái size này thì đa phần là bị ảnh hưởng bởi reverb. Đó. Cái size này nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái reverb rất là nhiều. Khi bạn nghe thấy, khi mình thu cái size này vào, các bạn sẽ thấy âm thanh nó trùm vào giữa và nó lan tỏa giống như một cái đường ống. Nhưng mà khi mình đẩy size ra thì âm thanh nó có chiều sâu hơn, nó xa hơn tí nữa, nó tả trái phải rộng hơn tí nữa, nó không thành hình ống nữa, nó hình tròn. Và size và wide. Đó, wide nó giống như panning, mono. Ok, mình sẽ giảm xuống để các bạn đỡ bị đau não về cái vấn đề này. Rồi, chúng ta sẽ có fusion. Bạn hãy nghe cái độ nhòa. Bây giờ mình sẽ để cái size này cực lớn này. Và bạn hãy, và preload bằng 0. Và bạn hãy nghe cái độ nhòa, độ nhòa của nó. Tỏa ra đúng không ạ? Như cái hình này luôn. Tập trung, rõ độ lầy, nhòa nhiều hơn. Ok, rồi ở đây có một cái gọi là vacation, tức là như nào nhỉ? Khi bạn, như mình nói đấy, cái sự tương phản ở mỗi căn phòng ấy nó khác nhau. Ví dụ một căn phòng nó có 4 mặt tường thì nó sẽ lầy slap và bập bập 4 lần. Nhưng mà một căn phòng nó có 6 mặt tường thì nó sẽ lầy 6 lần, 8 mặt tường 9 lần. Và cái mặt tường ấy thì có thể mặt tường này nó hấp thụ nhiều hết, nó dẫn đến cái reverb nó sẽ khác nhau. Và chính cái vacation này nó sẽ giúp các bạn chuyển từ căn phòng này sang căn phòng kia. Bạn hãy nghe âm thanh nó, khi nó được chuyển vacation nó sẽ khác so với cái khác. Đó, cái này thì nó rõ cái bộp 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 và nó vang rất là sáng, cái fusion, cái mặt bề mặt của cái không gian chúng ta có thể nghe thấy nó sáng hơn và nó rõ ràng hơn so với các loại khác, thì bạn cứ ấn thôi. Còn ở đây chúng ta sẽ có nút hôn. Hôn tức là chúng ta kích vào đây, cái tiếng reverb nó sẽ kéo dài vô tận. Bạn hãy nghe tiếng reverb này. Ấn vào. Đúng không ạ? Và bên mình stop, nó cứ dài đến khi mà chúng ta bỏ tay hồn thôi. Thường thường người ta sử dụng công cụ hôn này, việc kéo dài này sẽ sử dụng trong quá trình sáng tạo hoặc là làm một cái hiệu ứng kéo dài, rất là cần điều đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có tiếp theo các công cụ liên quan đến không gian rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một công cụ ramming. Ramming là độ dốc về phản hồi. Bạn khi bạn vào nhà vệ sinh, bạn sẽ thấy là cái tiếng của nhà vệ sinh hình như nó vang nhiều phần cao và nó kéo dài nhiều hơn phần trầm, đúng không ạ? Rồi khi bạn vào cái khán phòng thì bạn sẽ thấy là tiếng vang của phần trầm nó sẽ nhiều hơn, nó sẽ kéo dài hơn so với phần cao. Đó, tùy vào cái vật liệu. Và chính vì thế là cái ramming này chính là cái nơi mà chúng ta biết là cái tần số ở phần cao, phần thấp nó sẽ kéo dài hơn hay nó bớt đi. Giả dụ ở đây, khi chúng ta đẩy phần low lên, lựa chọn tần số, giả dụ mình lựa chọn tần số phần low phản hồi đó khoảng tầm 131 DHz đi. Và mình đẩy cái level, tức là mức độ phản hồi của nó tại tần số này là bao nhiêu. Bạn có thể nhìn thấy có một cái thanh công cụ ở phía dưới này, phần low. Đó. Và bây giờ bạn hãy nghe tại tần số trầm, cái độ vang nó kéo dài hơn hay là thu lại. Đó, rất nhiều trầm mà... Nghe thì rất giống EQ nhưng không phải EQ. Tại vì các bạn thấy âm thanh phần trầm nó sẽ, tức là nó có sự lay lắt, nó sẽ cứ sự vang vang. Đó. Tương tự như thế ở phần cao chúng ta đẩy lên. Đó, bạn thấy cái phần cao này.
nó kéo dài ra và âm thanh nó có xè dẹt. Đó, nó có sự lắp bắt ở phần cao, tức là cái này chính là sự phản hồi khi cái tần số ở phần cao phần thấp nó sẽ trôi, nó sẽ lặp lại. Đấy, cái sự phản hồi đấy lặp đi lặp lại ở tần số nào nhiều hay ít, và các bạn phải lựa chọn ở đây. Và vì thế là nếu mà chúng ta chọn vào đúng, ví dụ như chúng ta khoanh vùng đúng cái tần số vào phần giọng hát hoặc nhạc cụ của chúng ta cảm thấy âm thanh nó khiến giọng hát của mình sáng lên mà không cần phải dùng EQ là vì thế. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có công cụ là envelope. Envelope như mình nói đó chính là nó tạo ra một cái cú trượt slide từ âm lượng nhỏ đến âm lượng to của cái reverb. Giả dụ như này, mình sẽ đặt âm mau, tức là mức độ tác động nhá, là lên 100%, tức là tác động luyên suy 100% luôn. Và chúng ta sẽ đặt attack kéo lên, thì bạn sẽ thấy là tiếng reverb bắt đầu nó sẽ trôi sượt lên. Ok, mình sẽ giảm một cái size xuống một chút để chúng ta có thể nghe thấy rõ ràng hơn. Mình để lại 100% để giữ nguyên cái nguyên mẫu của nó, 100%. Rồi, chúng ta sẽ không thay đổi. Đó, trượt, mềm, trượt. Các bạn sẽ thấy phần đầu âm thanh không bị gắt, nó trượt qua, bụp 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 bụp, đúng không ạ? Còn không nó sẽ bụp bụp bụp, trượt trượt trượt, nó trượt qua nên là nó không có phần bụp đấy nữa. Tương tự như thế, reverb relay kéo dài nó ra. Đó, thu vào. Đó, thu vào nó gọn hơn, kéo dài ra. Như mình nói ban đầu, đó chính là nó như một công cụ envelope như thế này thôi. Giả dụ mình có công cụ envelope này, mình sẽ muốn là bạn tắt đi và bạn nghe âm thanh khi mình thay đổi phần attack và delay. Dài đúng không ạ? Bật lên. Mình muốn âm thanh ban đầu nó trượt. Hoặc là bật, hoặc là kéo dài, hoặc thu ngắn. Đó, thì cái công cụ này nó sẽ tương đương với cái chức năng công cụ envelope shape này. Và âm màu chính là mức độ tác động của nó, 100%. Đó, hoặc là ít thôi. Ok, và công cụ cuối cùng đó là công cụ là F, nó cũng hơi khó đọc, efficiency gì đấy. Thì đây là một cái công cụ rất đặc biệt nhá, các bạn hay nghe đó. Nó là công cụ rất đặc biệt, nó giống như kiểu là tạo một cái hiệu echo ở cuối, nhưng mà nó không ghi là echo mà nó lại là một cái gì đó gần dần như thế. Và bạn hãy chú ý, rất đẹp đúng không ạ, rất hay, rất sạch. Rất hay, rất tuyệt vời. Ok, và loom bên cuối cùng ở đây chính là export. Thì bạn có thể để vào đây, nếu mà chúng ta kích hoạt nó lên thì nó sẽ cho chất lượng xuất ra, tức là chất lượng âm thanh được xử lý nó khi nó được sử dụng các hiệu ứng này nó sẽ là tốt nhất, và nó sẽ tạo ra một cái sự rõ ràng. Đó là như vậy, khi bạn kích vào đây nó sẽ rõ ràng hơn, về cơ bản như vậy. Và ở đây sẽ có một chức năng là wet only, tức là nó chỉ có âm thanh, giả dụ như mình sẽ để khoảng 50-50 thì nó sẽ có cả reverb và âm thanh gốc đúng không ạ? Giả dụ như là chúng ta sẽ để 50 như này thì nó sẽ có các âm thanh gốc và âm thanh reverb. Nhưng mà nếu chúng ta ấn vào wet only nó chỉ có tiếng reverb thôi. Đó, nó tương đương với việc là chúng ta quay này 100%. Đó, nó tương đương thôi. Đó. Vậy thì chúng ta đã hiểu cái công cụ rồi, cách làm rồi, chức năng nó như thế nào rồi. Vậy thì khi chúng ta sử dụng trong cái này thì bạn có bao nhiêu cách chúng ta có thể làm? Thì như mình trong mình cái video mình nói về vấn đề là liên quan đến insert và send. Thì rất nhiều người đang sử dụng nó ở chế độ send. Send là như thế nào ạ? Send tức là bạn sẽ mở chuột phải lên cái track mà chúng ta xử lý. Giả dụ như là mình có một cái track giọng hát ở đây chẳng hạn của mình, giọng hát chán của mình. Và chúng ta add track và chúng ta chọn là effect channel, select channel như này. Và ở đây mình sẽ chọn là room work chẳng hạn. Room work ở đây, và mình sẽ thấy là Cetero, và mình sẽ để là inside, nó sẽ tạo ra folder ở bên trong, một cái folder effect ở đây. Đây các bạn nhìn thấy cái effect room work của chúng ta đây rồi.
Và ở đây pick vào vocal này, các bạn sẽ thấy nó có một cái hiệu ứng gửi ở đây. Đó, thì ở đây chính là cái bao nhiêu, tức là bạn muốn gửi âm lượng bao nhiêu. Nếu chúng ta bằng 0 thì cái âm lượng ở trên cần gạt fader này, đầu ra cuối cùng, thì nó sẽ tương đương với cái đầu ra gửi đến cái room work này. Đó, thì có một cái chức năng thứ hai là nếu mà bạn không muốn nó bị ảnh hưởng bởi cái cần gạt fader này, nó như này, khi mình giảm xuống. Đó. Giữa giấc mơ xa hơi to rồi. Giấc mơ của tôi. Đó, thì cái âm lượng của nó gửi ra ở đây sẽ bằng này, và chúng ta có thể giảm xuống như này. Nhưng mà cái này nó sẽ ảnh hưởng bởi fader như thế này, cần gạt fader này. Nếu có một trường hợp khác là khi chúng ta pick vào đây nó chuyển sang màu xanh. Chuyển sang màu xanh thì sao ạ? Thì khi bạn thay đổi cái cần gạt fader này của trên giọng hát, nó không ảnh hưởng đến cái lượng tín hiệu gửi ra room work. Đó, giả dụ như này, khi chúng ta giảm này xuống chẳng hạn. Giấc mơ ngày xưa, giấc mơ xa dần, giấc mơ của tôi. Đó, mình giảm âm lượng xuống nhưng cái reverb vẫn được gửi theo cái mức độ âm lượng ở đây chúng ta chọn. Về cơ bản bạn có hai cái kiểu lựa chọn như vậy. Và thông thường thì mọi người hãy sử dụng cái kiểu là nó sẽ bị phụ thuộc vào cái cần gạt này. Bởi lẽ là chúng ta sẽ sử dụng reverb giống như là một cái thứ gì đó bồi vào âm thanh. Vậy thì để sử dụng được cái này thì đấy là cách đầu tiên để chúng ta có thể sử dụng. Cái thứ hai là các bạn có thể bỏ trực tiếp insert room work ở đây giống như mình đang sử dụng. Bỏ vào đây thì nó có vấn đề gì không? Bỏ vào đây chẳng vấn đề gì cả. Bỏ vào đây thì các bạn sẽ sử dụng công cụ mix red này để cân đối tỷ lệ giữa âm thanh gốc và âm thanh thực, đúng không ạ? Và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được nó như bình thường. Tuy nhiên là ở đây thì khi nó được xử lý bởi cái chuỗi này, nó sẽ đi một đường thẳng. Còn khi bạn sử dụng công cụ gửi ra như thế này thì nó sẽ thành một cái trách riêng như này. Và ngoài room work này ra, nếu bạn thích, bạn vui tính, bạn thêm một số cái hiệu ứng như kiểu bạn dùng EQ, bạn dùng tube gì đấy lên đây để tạo ra biến dạng bóp méo của tiếng reverb, hoặc là bạn sáng tạo trên tiếng reverb đó, tạo một âm thanh mới gì đó, thì hoàn toàn bạn có thể chèn thêm vào đây được mà không bị ảnh hưởng với nó. Vì thế là cái việc mà chúng ta sử dụng lên insert hay sử dụng lên cái send này tùy vào cái mục đích của bạn, miễn là bạn hiểu cái chuỗi âm thanh nó như thế nào. Thì đầu tiên đối với giọng hát này, giả dụ như mình có giọng hát này, đầu tiên là mình sẽ vào cái room work này và mình chọn chức năng listen ở đây, L, chỉ để nghe âm thanh của cái tiếng vang, tiếng reverb này mà thôi. Và bây giờ chúng ta nghe. Giấc mơ ngày xưa. Và bây giờ chúng ta cắt. Giả dụ đầu tiên là chúng ta cắt EQ. Mình không muốn có nhiều phần trầm vang thì mình cắt đi. Giấc mơ ngày xưa. Giấc mơ. Rồi. Bây giờ mình muốn giọng mình nó sáng nhiều hơn thì mình có thể bút phần cao lên. Để cho nó phản hồi phần sáng nhiều hơn. Giấc mơ ngày xưa. Thì đầu tiên nó là một cái EQ đầu tiên đã. Tiếp theo là chúng ta có thể là cho cái thời gian tempo, ví dụ như là chúng ta vừa tính là khoảng tầm 4.4 gì đấy, thì mình sẽ đánh 44 ms vào đây, kiểu gì đấy, 4.4 ms hoặc là 440 ms gì đấy, ms, ok. Ở đây thì chúng ta phải vặn bằng tay rồi. Đó, ở đây là nó là dây, đó lên hơi khó nhá. Cái này là đôi khi là cầm bằng tay nó sẽ tốt hơn. Và chúng ta cùng nghe. Giấc mơ xa dần. Mình tắt đi. Giấc mơ của tôi. Và nếu mà mình suy nghĩ rằng với việc mình cho giọng hát để thay đổi âm sắc của giọng hát, thì mình chỉ cần căn một lớp reverb rất nhẹ vào phần đuôi của giọng hát mà thôi. Thế là mình sẽ muốn tỏa nó ra nhiều hơn. Tỏa ra. Rộng ra, đúng không ạ? Ngày xưa, mình sẽ tăng thêm ít phần vang sáng nhiều hơn, nhưng mà không nhiều quá, nhiều quá nó sẽ bị và nhấn vào cái phần giọng hát mình đang cần. Giấc mơ ngày xưa, giấc mơ xa dần, giấc mơ của tôi. Và mình muốn nhấn vào cái phần giọng thực của mình nữa, mình sẽ chọn cái phần giọng. Giấc mơ ngày xưa. Đây, chỗ này là cho giọng mình rất ấm. Các bạn thấy là khi mình tăng lên cái giọng ấm luôn. Giấc
ước mơ của tôi. Đây là âm thanh chỉ có gọi là gì? Chỉ có tín hiệu reverb thôi, không có tín hiệu gốc, chưa trộn tín hiệu gốc vào nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tăng thêm một chút cái phần hiệu ứng đặc biệt này vào. Mình rất thích sử dụng công cụ này. Giấc mơ ngày xưa. Bạn thấy đấy là cái giọng của chúng ta nó đẩy ra đằng sau một chút dần, và nó ấm. Giấc mơ. Mình có thể tăng thêm một chút tần số sáng, chọn lại tần số sáng một chút cho nó sáng lên ạ, sáng quắc ạ. Giấc mơ ngày rồi xưa. Bây giờ chúng ta hãy làm điều này. Mình sẽ bật lại, bỏ listen đi, và bây giờ mình sẽ nghe âm thanh gốc, và mình sẽ lựa chọn công cụ là send. Bây giờ mình sẽ giảm đi phần gửi ra để chúng ta chỉ nghe thấy phần âm thanh giọng hát của chúng ta thôi. Và chúng ta đẩy cái này lên thì bắt đầu nó sẽ kết hợp với cả âm thanh reverb, và chúng ta sẽ nghe để kiểm soát lại là à, bao nhiêu lượng là đủ. Giấc mơ ngày xưa, giấc mơ xa dần, giấc mơ của tôi. Và như bạn thấy rằng là cái giọng của mình nó đã sáng hơn và ấm hơn. Tuy nhiên nó vẫn nhiều phần lâu quá, có thể là do mình chọn cái khu vực lâu này nó phản hồi quá nhiều. Vì thế là phần lâu của mình nó hơi bị tệ. Vì thế chúng ta sẽ chọn lại. Giấc mơ ngày xưa. Thêm một chút reverb. Giấc mơ xa dần. Một chút thôi. Giấc mơ của tôi. Đó. Phần sáng này của mình là đang chọn tần số nó cao quá nên nó bị chua, bị gắt. Giấc mơ ngày xưa. Rồi. Giấc mơ xa dần. Giảm chút tần số cao đi ạ. Giấc mơ của tôi. Và mình cho một chút sượt sượt. Giấc mơ ngày xưa, giấc mơ xa dần, giấc mơ của tôi. Đó, cái này được gọi là gì ạ? Thêm reverb để tạo tones, tức là tạo cái âm sắc. Và bây giờ mình tắt đi, và bây giờ bạn hãy nghe giọng hát của mình. Nó sẽ kiểu mềm hơn một chút, nó sẽ sáng hơn một chút mà chúng ta không phải sử dụng EQ. Giấc mơ ngày xưa, giấc mơ xa dần, giấc mơ của tôi. Giấc mơ ngày xưa, giấc mơ xa dần, giấc mơ của tôi. Thì đây gọi là tạo âm sắc. Rồi cái thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng reverb để tạo không gian thì sao? Thì bây giờ như này, chúng ta cũng tương tự như thế thôi. Ở trong bản nhạc này thì chúng ta sẽ nghe thấy có rất nhiều các nhạc cụ khác nhau như thế này. Bạn thấy tất cả mọi thứ nó sẽ phi vào mặt mình hết, tất cả mọi thứ nó làm trước hết. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái reverb room work ở đây. Mình sẽ add một cái effect track ở đây, và mình sẽ chọn là Steamboat Reverb Roomwork NE. Đối với việc mà chúng ta tạo căn phòng mà nói, thì mình nghĩ rằng là đối với căn phòng thì mỗi căn phòng nó đều một cái hay riêng, đúng không ạ? Một căn phòng vệ sinh, một căn phòng không gian, thì nếu mà bạn thích thì các bạn có thể ngồi điều chế căn phòng thì bằng các công cụ Roomwork xịn kia. Nhưng mà đối với mình mà nói, nếu mà các bạn muốn một căn phòng thì mình không nhất thiết mình phải theo bất kỳ một cái gì cả, mình cứ muốn mình làm thôi. Vì thế mình rất hay sử dụng các cái liên quan đến hiệu ứng có sẵn. Ví dụ ở đây có sẵn các căn phòng rồi, ví dụ mình có thể lựa chọn là một cái horn gì đấy chẳng hạn. Ví dụ bài này mình có thể thấy là à, cái này có thể là một cái ram chamber gì đấy, một cái ram chamber, một cái chamber lớn, hoặc là mình có thể chọn một cái gì đấy. Ok, mình có thể chọn một cái ram chamber lớn đi, và mình test thử với nó trước. Ok, ở đây các bạn này nhìn thấy ở đây nó sẽ có mic đang để 35%, và chúng ta để lên 100% chúng ta luôn đây. Và ở đây mình sẽ test với drum trước, mình sẽ có drum bird đây, và mình sẽ lựa chọn send và gửi nó ra cái room work này, bật lên và chúng ta sẽ nghe thử cái drum này trước. Bật lên. Wow. Nếu mình cảm thấy không thích thì mình có thể lựa chọn loại khác, horn. Dirt. Wow. Wow. Wow nào. Theo mình nghĩ thì đối với một căn phòng
thì mình sẽ chọn một căn phòng nó vừa phải thôi, chứ nó to như thế này thì hơi 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 mệt mỏi đấy. Và mình có thể chọn một căn phòng ví dụ như là Lang Living Room ở đây. Ok, Lang Living đi cho nó dễ. Rồi mic. Đó, bạn mình bật lên cái là các bạn thấy là cái bộ trống nó bị bách ra đằng sau luôn đúng không ạ? Nó lùi ra đằng sau luôn và nó nghe nó sáng hơn. Nó không còn trầm và nó đẩy trước mặt mình nữa. Mình tắt đi nhá. Bật lên. Đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cân đối tỷ lệ gửi ra ở đây. Vừa phải. Cái này hay nhất thì có lẽ là các bạn hãy tập nhắm mắt và tưởng tượng về vấn đề. Kiểu như vậy thì nó sẽ biết là nhạc cụ nằm ở đâu. Như chúng ta nói câu chuyện đó là ở gần, ví dụ như là đôi tai của chúng ta mà nghe một người ở gần chúng ta đúng không ạ, chúng ta sẽ nghe thấy âm vang nó bị nhỏ đi, trong khi đó tiếng nói người ta với mình nó sẽ rất là gần. Còn đối với việc mà chúng ta người ở xa, tức là nhạc cụ ở xa hơn, thì chúng ta thấy là âm vang môi trường nó xa hơn và nhạc cụ nghe nó nhỏ đi. Các bạn hãy nghe lại âm thanh của tiếng drum vừa nãy. Chúng ta hãy quay lại tiếng drum vừa nãy này, mình sẽ thu cái này lại và bạn thấy là tiếng drum nó sát chúng ta hơn, đập vào mặt chúng ta, ngay trước mặt chúng ta luôn, mà đẩy ra xa. Đúng không ạ? Tiếng drum nó xa hơn, nó mỏng đi. Vì thế là cái này đôi khi là các bạn hãy tập nhắm mắt và tầm kiểm soát. Rồi tiếp theo là bass, chỉ như chúng ta biết phần bass nó có thể nó làm ở gần chúng ta hơn. Và thế là bật lên và chúng ta để gần thôi. Để xa thì sao? Wow. Rồi. Guitar. Guitar tràn ra ngoài đi xa hơn. Và tao phải ban tinh đi để các bạn đỡ bị loãng. Giảm âm lượng một chút thôi ạ. Đẩy xa thì sao? Chọn mức độ vừa phải, piano thêm vào. Mình muốn piano nó sáng hơn và nó đi sang phải nhiều hơn. Bạn thấy các vị trí bắt đầu nó có rồi. Đúng không ạ? Piano 2 ngay trước mặt chúng ta luôn. Ngay trước mặt chúng ta luôn. Và thế thì reverb làm sao? Wow. Mình muốn nó gần gần một chút. String. Chắc chắn rồi, string ở xa. String ở xa. Xa nhất rồi. Và dòng hai của tôi ra. Ở ngày xưa. Giảm đi một chút nào. Và sen. Đó, bạn thấy hoàn toàn là các nhạc cụ nó đã có những cái vị trí của nó. Đó chính là cách mà các bạn có thể sử dụng cái reverb để sử dụng vị trí. Và bây giờ chúng ta thử là cái việc mà chúng ta tắt cái reverb này đi và bạn hãy nghe âm thanh. Giấc mơ ngày xưa, giấc mơ xa dần, giấc mơ của tôi. Tất cả nhảy ở trước chúng ta luôn nha, bật reverb lên. Giấc mơ xa dần, giấc mơ của tôi. Ok, tuy nhiên là mình có một cái tip dành cho các bạn đối với việc sử dụng reverb ở đây khi các bạn tạo văn phòng. Tại vì đi khi bạn sử dụng như này, bạn sẽ thấy là ở tiếng reverb nó có một cái gì đó nó sẽ bùng nhùng chẳng hạn. Thì bạn hãy sử dụng cách như sau. Bạn hãy bỏ trước nó một cái EQ như thế này. Mình sẽ sử dụng một cái EQ frequency đúng không ạ? Đây, mình sẽ dùng một cái EQ tại vì mình đang sử dụng bản Cubase Element. Và ở đây như mình nói đó chính là chúng ta sẽ có một công cụ cắt ở trước và một cái công cụ cắt đằng sau như thế này. Đúng không ạ? Và bây giờ hãy nghe lắng nghe cái sự cắt này, rất là hay. Giấc mơ ngày xưa, giấc tăng lên một chút. Giấc mơ xa dần, giấc mơ của tôi.
Đó, bạn có thể là khiến tính reverb đó nó thiên về tôn sáng để cho tai bạn thoải mái hơn. Bạn không phải dùng EQ, bạn hãy dùng reverb một cách chính xác thì cái lực này nó tốt hơn rất nhiều so với việc các bạn sử dụng EQ để cố gắng nắn chỉnh nó. Và bạn thấy rằng là khi chúng ta chuyển reverb xuống dưới thấp thì âm thanh nghe rất là buồn, nghĩa là nhão, nhưng mà chúng ta để EQ lên cao một chút thì reverb nó nghe nó rất là tốt. Đó, và mình muốn tiếng reverb nó có sự thổi phồng một chút thì mình có thể là sử dụng một cái công cụ như kiểu là envelopes ở đây. Thực tế là khi chúng ta sử dụng cái room work bản kia thì các bạn sẽ thấy một cái công cụ về envelope mà chúng ta đang sử dụng vừa nãy, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta chẳng qua là mình đang sử dụng bản này nên là nó không có cái đấy nên mình phải cho vào thôi. Thì nó hay ở chỗ là mình có thể giảm phần đầu này đi, mình kéo dài lớp reverb ra một chút và điều đó khiến cho lớp reverb của chúng ta nghe nó rộng hơn. Thu ngắn vào. Tiếng reverb không? Đó. Hãy căn. Nếu mà tiếng reverb của bạn nó có độ dài mà bạn cảm thấy nó không ổn lắm thì bạn có thể dùng cái này bạn căn để cái tiếng reverb nó tràn mà mình vẫn còn nghe rõ được hơn. Và cái cuối cùng mà bạn có thể sử dụng đó chính là lại thêm một cái EQ nữa. Đó. Nhưng mà cái EQ cuối cùng này thì các bạn như này. Đôi khi những cái phần giọng hát chính của chúng ta nằm ở đây. Và nếu chúng ta đẩy cái reverb này lên thì sao? Nó sẽ che mất giọng hát chính của chúng ta. Đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta giảm xuống thì sao? Các bạn sẽ loại được sự cạnh tranh của tiếng reverb với cái nhạc cụ giọng hát của chúng ta. Và điều này khiến cho cái reverb nó không còn đấm vào mồm cái giọng hát nữa và chúng ta có giọng hát nổi bật hơn mà vẫn có reverb. Mình đẩy lại này. Mà giảm đi thì sao? Đó. Tắt đi. Đó. Thì đó là một số cái vui vui, một số cái mà để các bạn biết được cách chúng ta có thể sử dụng một cái reverb như nào, một cách cơ bản nhất với các plugin có sẵn. Tất nhiên là để làm cái bài hướng dẫn này hoặc là để thao tác trực tiếp này một cách tinh tế hơn thì chắc là mình phải dùng loa ngoài hoặc là mình phải làm cái gì đấy thì mình mới có thể là hướng dẫn nó chi tiết hơn được, sâu hơn được. Thì với cơ bản thì chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ như vậy khi các bạn làm. Và mixing nó rất đơn giản. Mixing là khi bạn đã hiểu được âm thanh, bạn hiểu từ tính chất âm thanh, bạn suy ra các quy luật, bạn học cách đặt các quy luật đấy vào các cái plugin, rồi sau đó thì chúng ta mới biết cách mà chúng ta sẽ mixing tốt nhất, bởi vì chúng ta có cái lập luận tốt. Như mình nói, mình lập luận thôi là chúng ta có cái câu chuyện giải quyết luôn, cả công cụ nó chỉ là công cụ. Và thì đó, công cụ đó đối với mình nó chỉ là công cụ. Và học mixing đó chính là học chúng ta suy nghĩ xem là nên sử dụng cách nào, nên sử dụng thêm cái gì, cái nào nó đang tác động cái gì để chúng ta có thể là làm cái điều chúng ta nghĩ trong đầu tốt nhất. Và khi chúng ta nghĩ rồi thì chúng ta tất cả những công cụ này nó là công cụ. Đó, thì cái lời khuyên cuối cùng này đối với các bạn để các bạn hạn chế cái vấn đề là chúng ta quá lao vào những cái giá trị không cần thiết. Đối với mình mà nói thì khi mình hiểu sâu về các vấn đề này thì đơn giản là ngay lần đầu tiên mình học cách sử dụng các plugin thì mình đã nghĩ cái vấn đề là mình phải sử dụng các cái công cụ cơ bản nhất của plugin có sẵn của trong Cubase, các công cụ có bán sẵn của Cubase một cách tốt nhất, thì bắt đầu mình mới đi mua các cái bên ngoài để xem là có cái gì hay hơn không, có gì tốt hơn không. Và sau một khoảng thời gian thì mình nhận thấy rằng là nó bên ngoài nó cũng chỉnh qua nó thêm một số các cái tính chất mà đôi khi nó lại đúng, đôi khi nó lại không đúng lắm. Còn cái sub plugin thì nó auto đúng, có thể là nó chưa thỏa mãn được cái một số các vấn đề này, nhưng nó thỏa mãn được hầu như tất cả các bản nhạc, hầu như tất cả mọi thứ mà chúng ta cần. Và đôi khi là mix plugin có sẵn, đôi khi có nhiều người không biết. Nếu mà các bạn xem một số các producer trailer đấy, thì đấy là cái chia sẻ của mình thôi, nó hơi dài một tí. Ở phần cuối này thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Nhớ like, share, subscribe cái channel của mình để xem người cần thiết này. Xin cảm ơn các bạn. Để ủng hộ kênh, các bạn còn tham gia hội viên, sử dụng dịch vụ và mua các sản phẩm trên kênh. Hiện tại, kênh cung cấp các khóa học từ lý thuyết đến thực hành, thu âm, mixing và mastering, các tài liệu phụ đề tiếng Việt đến từ các hãng nổi tiếng và nhiều sản phẩm khác. Đến với kênh hội viên, các bạn được nhận kiến thức tiêu chuẩn nhất do kênh FBA thực hiện với giá cả phải chăng nhất.